Chào anh em đã đến với series câu cá huyền thoại. Video này chúng ta sẽ đi câu con cá hồi Steelhead huyền thoại. Nó là một trong 14 con cá huyền thoại trong game này. Vị trí của con cá này nằm ở phía đông của bản đồ, thung lũng Ronok, vùng Amberino. Anh em có thể đi từ thành phố Annesburg lên đó cho gần nhất nha. Ở đây có một con động vật huyền thoại nữa nên anh em có thể kết hợp việc di chuyển từ thành phố Annesburg lên về 2 lần, rồi làm luôn hai nhiệm vụ cho nó khỏe. Hoặc thì anh em có thể đem theo một con ngựa thì làm hai nhiệm vụ trong một lần, rất nhanh và gọn. Cách để nhận nhiệm vụ câu cá huyền thoại và mua mồi câu thì tôi đã có làm một video hướng dẫn, link tôi để phía bên dưới nha anh em. Ở đây là sông nên anh em sử dụng mồi câu sông đặc biệt nha. Vị trí câu thì tôi thấy chỗ nào cũng được, hình như không quá quan trọng lắm. Tôi thì tôi chọn vị trí này, anh em có thể chọn vị trí khác tùy ý. Miễn sao anh em nhìn thấy cái cảm giác hợp lý là được. Ở đây tôi chơi game trên computer nên tôi hướng dẫn anh em phương pháp câu bằng bàn phím và chuột nhé. Tay cầm nút bấm nó khác nên tôi không có rõ lắm. Phương pháp câu nhanh nhất thì anh em cứ tuân thủ quy tắc là cá chạy thì anh em không có làm gì cả, chỉ di chuyển con chuột trái phải để hướng cái cần câu theo hướng con cá chạy. Khi cá mà đứng thì anh em nhấn thanh dài space để kéo cá và nhấn thêm nút R để tăng cái tốc độ kéo. Có thể kèm thêm di chuyển chuột qua trái qua phải, lặp lại liên tục như vậy thì câu cá rất là nhanh mà không sợ bị hụt cá. Sau khi câu cá xong thì anh em có thể đem con cá về cái bưu điện gần nhất để gửi con cá bằng email cho cái thằng Jeremy. Nếu mà cá lớn thì anh em bỏ trên ngựa đem về, còn cá nhỏ thì anh em bỏ trong túi của mình. Cá nhỏ thì anh em không có sợ bị mất, nhưng mà cá lớn bỏ trên lưng ngựa thì trên đường đi nếu mà bị chết hay mất cá thì anh em có thể quay lại cái vị trí câu và câu nó lại ngay lập tức mà không phải chờ đợi nha.
Như vậy là đã xong nhiệm vụ, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.